Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cây sâm hương. Cây phô sâm hương này được mình dâm từ nhánh dâm cách đây 2 năm các bạn, và được mình trồng ở ngoài bờ ao các bạn. Sau khi trồng được 2 năm thì nó đã to, và mình đã bứng nó lên để chuẩn bị đưa vào nuôi trồng và lấy chi cành cho các đợt chi gốc tiếp theo các bạn. Đây các bạn có thể so sánh cái phôi này nó cũng khá to các bạn, so với bình 2 lít mình để làm vật nuôi trứng, và nó có cái củ rất là đẹp. Mình sẽ nuôi trồng và mình sẽ nuôi từng bước theo từng giai đoạn để các bạn dễ hình dung. Đây là cái cây sau khi mình xử lý và mình đem đất mình trồng các bạn, thì cây đã lên những chi đầu tiên và mình đã uốn và mình tạo ra những chi đầu tiên. Sau khi mà những chi lớn các bạn, mình sẽ tiến hành và mình xử lý bộ đế, và mình nuôi bầu các bạn, nuôi dưới đất ấy, thì nó phát triển rất là nhanh. Bạn nuôi bồn cao lên trên mặt đất, sau này mình xử lý mình lấy bộ rễ rất là dễ các bạn, và mình bứng cây và nó không có bị tổn hại cho cây. Đây các bạn có thể thấy những cái chi mà mình phân ra đầu tiên các bạn, và nó đang thả hoa. Đây các bạn có thể thấy cái một số chi lớn các bạn, chi số 1, số 2, số 3 nó lớn, và cái ngọn các bạn là mình đã cắt dịch lại để cho nó tỉ lệ với cây các bạn. Một số chi nhỏ thì mình chưa cắt, và ở đây có một số chi lớn mình cắt và mình đã nuôi thả lần hai các bạn. Nuôi thả lần hai mình cứ uốn một hai co và mình thả tiếp để cho nó to, cho tỉ lệ. Cái ngọn này mình đã cắt dịch là như vậy là 2 lần rồi các bạn, 2 lần, và mình đang nuôi thả lần thứ ba thì cái cây của mình nó mới vót các bạn, nó vót giống như kiểu đầu voi đuôi chuột đấy. Chứ còn không, mình cứ ra là mình cắt thì cây nó sẽ bị teo các bạn, là teo chi, nó không tỉ lệ với thân, nó không có đẹp. Đây các bạn này thấy mình cắt này, nhìn nó rất là đẹp và nó rất là lực các bạn. Còn đây là cái một số chi mình đã thả và mình cắt chịch lần hai rồi các bạn, thì bây giờ cây nó đang vào quá trình là tay cành nó đang tỉ lệ với thân. Tức là cái lần một ấy, quan trọng nhất là cái cây mình nuôi, cái chi số 1, số 2, số 3, số 4, 5, 6 gì đó, mà cái, nó phải tỉ lệ với cái thân. Và mình cắt chịch lại, càng ra ngoài các bạn nuôi càng nhanh các bạn, còn nuôi tỉ lệ cho nó tỉ lệ với thân nó rất là lâu, giai đoạn đầu rất lâu các bạn. Nhưng mà nếu mà mình không, giai đoạn đầu mình không kiên trì, mình nuôi cho vững á, cho chắc á, thì nó cây của nó sau này nó cũng đẹp rồi. Đây các bạn có thể thấy là sau khi thả lần 2, lần 3 và mình đang vào kẽm lần 3 các bạn. Và kẽm lần 3 là mình lại thả tiếp để cho cây nó phát triển tỉ lệ với cái mặt cắt của lần thứ nhất, lần thứ hai các bạn. Đây các bạn có thể thấy bộ đế các bạn, bộ đế cây nó nhìn rất là vững. Rồi là mình cắt chịch nhiều lần và cái cây nó đã vót các bạn, đế nở hình chữ A các bạn, đế nở thân vót, thì cái cây ấy, sau này tương lai của bạn nó rất là lùn lực, nhìn rất là ok. Nếu mình cứ ham cây, mình ham tàn các bạn, sau này cái cây của bạn khi mình nuôi càng sâu thì cái giá trị của nó không được cao. Còn cây mình nuôi theo kiểu lùn lực này mà tỉ lệ thì cây càng già nó càng đẹp, nó càng vững chắc các bạn, nó càng nhìn nó càng đã mắt các bạn. Còn khi mình nuôi mà mình ham quá thì cái cây nhìn nó rớt cành, và những cái vết cắt của nó không được liền xẹo các bạn, nó dễ bị bỏ và bị mục cái thân các bạn, nó theo cái mặt cắt nó mục, rất là phí cây, phí công sức mình nuôi thêm một thời gian dài các bạn. Để nuôi được một cây bonsai đẹp thì đòi hỏi rất là nhiều cái kỹ năng và rất nhiều công sức và sự kiên trì nhẫn lại ở trong đó, chứ không phải là các bạn nhìn một cái cây bonsai thấy người ta nuôi mà nhìn nó đẹp là mình đơn giản vậy đâu. Trừ khi mình có tiền mình mua liền, chứ còn khi bắt tay vào mình nuôi cây các bạn mình mới thấy được cả một quá trình hết sức là công phu. Như cây này các bạn có thể thấy nhìn vậy thôi chứ
Các bạn có thể thấy từ đầu thì quá trình nuôi từ một cây phôi mà để một cái cây mà nó thành phẩm các bạn, nó lột xác thành một cây đẹp ạ, thì đòi hỏi người nghệ nhân các bạn phải có sự sáng tạo nữa các bạn, và mất nhiều thời gian công sức trong đó mới có một tác phẩm đẹp. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.